Theo Forbes, Ukraine đang bắt đầu thành lập hàng chục lữ đoàn mới, trong đó phần lớn là các lữ đoàn cơ giới sau khi thực hiện các biện pháp huy động quy mô lớn. Đây được cho là dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Ukraine hiểu rõ rằng cuộc xung đột với Nga sẽ không thể kết thúc trong tương lai gần. Tuy nhiên, đến nay, các lữ đoàn mới thành lập vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực và trang thiết bị, đặc biệt là các loại vũ khí hạng nặng cần thiết để hoạt động hiệu quả. Những lữ đoàn này vì vậy sẽ không thể tham chiến ở vùng Kursk mà chỉ có thể chiến đấu vào năm 2025 nếu điều kiện thuận lợi. Ukraine có thể phải mất vài tháng trước khi lữ đoàn đầu tiên trong số này có thể bổ sung đầy đủ 2.000 binh sĩ mới, lấp đầy biên chế cho mỗi lữ đoàn và cũng phải mất nhiều tháng nữa trước khi tất cả các lữ đoàn này hoàn thành huấn luyện cũng như có khả năng sẵn sàng chiến đấu. Sự thành công của quá trình thành lập các lữ đoàn mới cũng phụ thuộc hoàn toàn vào một số yếu tố, trong đó có hai yếu tố chủ chốt là sự huy động binh sĩ và sự hỗ trợ từ phương Tây. Ngoài ra, nếu các yếu tố này không được triển khai đồng bộ cùng nhau, các lữ đoàn mới của Ukraine sẽ không đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các chuyên gia của Militaryland nhận định, tất cả các đơn vị cơ giới hóa mới của Ukraine sẽ được huấn luyện tại các nước NATO. Ngoài ra, có thể nhiều tân binh của các lữ đoàn mới sẽ được tuyển dụng trong số các công dân Ukraine sống ở các nước này. Nổi bật nhất có thể kể đến lữ đoàn cơ giới số 160 mới được thành lập gần đây của lực lượng vũ trang Ukraine, được huấn luyện tại một căn cứ quân sự của Ba Lan. Việc thành lập một đội hình mới đã được Ukraine bắt đầu chỉ 3 tháng sau khi hoàn thành việc mở rộng quy mô lực lượng vũ trang vào nửa cuối năm 2023. Bắt đầu từ mùa thu năm ấy, lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị 10 lữ đoàn mới, gồm 4 lữ đoàn cơ giới, 5 lữ đoàn bộ binh và 1 lữ đoàn bộ binh đánh rừng núi, lữ đoàn Jaeger. Các lữ đoàn bộ binh Ukraine hiện không có xe bọc thép, họ chủ yếu di chuyển bằng xe tải. Còn các lữ đoàn Jaeger không chỉ có xe tải mà còn có cả xe bọc thép hạng nhẹ, trong khi các lữ đoàn cơ giới được trang bị tốt nhất trong số những lữ đoàn được đề cập với cả xe bọc thép, bánh xích và bánh lốp và thường có một đại đội xe tăng. Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí mà họ có thể viện trợ, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết. Ông nói với hãng thông tấn PAP, tính đến hôm nay, mọi thứ chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine đều đã được chuyển đến cho Kiev. Ông nói thêm, chính phủ Ba Lan hiện tại và cả tiền nhiệm đã cung cấp vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể cung cấp cho họ. Quan chức quốc phòng cấp cao chỉ ra rằng, đối với ông, an ninh của nhà nước Ba Lan luôn là mục tiêu tối cao và mọi quyết định mà Warsaw đưa ra đều hướng đến an ninh của đất nước. Ông Kosiniak-Kamysz kết luận, chúng tôi biết rằng Ukraine cần nhiều loại vũ khí, nhưng các đối tác của chúng tôi từ Ukraine phải hiểu rằng Ba Lan phải duy trì năng lực của mình. Đối với tôi, với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng, đây là ưu tiên hàng đầu. Hồi đầu tuần, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo rằng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Warsaw đã cung cấp cho Ukraine hơn 1.000 thiết bị quân sự khác nhau, gồm xe tăng, máy bay phản lực, xe bọc thép chở quân và lựu pháo. Tổng số tiền viện trợ cho Ukraine lên tới gần 100 tỷ zloty, gần 25,9 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 12 tỷ zloty, gần 3,1 tỷ đô la Mỹ chi cho vũ khí, Tổng thống cho biết. Ngoài ra, ông Kosiniak-Kamysz cho biết Ba Lan hiểu đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 của Warsaw cho Ukraine. Tuy nhiên, Ba Lan chỉ có thể thực hiện được điều này sau khi nhận được máy bay chiến đấu hiện đại để thay thế các chiếc tiêm kích MiG, bao gồm F-35 mà Warsaw mua của Mỹ. Ông nói thêm, chỉ sau khi nhận được máy bay mới, chúng tôi mới có thể loại biên những máy bay cũ, chẳng hạn như MiG-29, hiện vẫn đang được sử dụng, đặc biệt là để bảo vệ không phận Ba Lan. Chỉ khi đó, chúng tôi mới đưa ra quyết định viện trợ Ukraine. Vào tháng 7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này có thể cân nhắc chuyển giao thêm máy bay chiến đấu thời Liên Xô cho Ukraine nếu họ có thể tìm được máy bay thay thế. Hồi đầu tuần, ông Zelensky kêu gọi Ba Lan đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 8 tuyên bố quân đội Nga tiếp tục vô hiệu hóa các cuộc tiến công của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Nhóm tác chiến phía Bắc với sự yểm trợ của lực lượng không quân và pháo binh đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của các nhóm xung kích Ukraine theo hướng Boki, Kerenovo, Kremy-Anoye và Malaya-Lobnia. Quân đội Nga cũng ngăn chặn nỗ lực tấn công của Ukraine vào Spanoye, Olgovka và Yuskaya-Konopenka.
những điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine tại các khu vực Apana, Sovka, Buki, Viktorovka, Krulenko, Krasnoti-Aski, Lyubimovka, Malaya-Lognia, Mini, Novaya-Sorochina, Obukhovka, Plekovo, Sverdikovo, Susa-Snagod và Zhuni ở tỉnh Kursk cũng bị tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 5 lính Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga. Trong một tuyên bố sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tsivilev và quyền thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov, Bộ Năng lượng Nga thông báo một kho thiết bị dự phòng khẩn cấp để khôi phục nguồn cung cấp điện đã được thiết lập tại Kursk. Phía Nga xác nhận nhà máy điện hạt nhân Kursk vẫn hoạt động bình thường khi giao tranh leo thang trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine mất tới 380 binh lính và 30 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 28 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 6 khẩu pháo, 3 súng cối và 9 phương tiện. Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu mở chiến dịch Kursk hôm 6 tháng 8, Ukraine mất tới 7.000 quân nhân, 74 xe tăng, 35 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 460 xe chiến đấu bọc thép, 210 phương tiện, 51 khẩu pháo, 13 hệ thống pháo phóng loạt, 5 bệ phóng tên lửa đất đối không, 10 trạm tác chiến điện tử, 2 radar phản pháo, 1 radar phòng không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28 tháng 8 cho biết, lính đánh thuê nước ngoài đang tích cực tham gia cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk. Những người này được gọi là lính đánh thuê từ các nước thứ ba đang tham gia cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Lính đánh thuê Mỹ đã công khai đăng lên mạng một bức ảnh chụp vị trí đặt súng cối bên cạnh sân chơi dành cho trẻ em ở Kursk. Nhà ngoại giao Nga nói. Phó Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA Mỹ David Cohen ngày 28 tháng 8 nhận định lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn ở Kursk. Ông Cohen cho biết Nga đã đạt được những bước tiến ở Kursk với chi phí vô cùng lớn về quân số và trang thiết bị. Mặc dù Ukraine tuyên bố không có kế hoạch sáp nhập khu vực đã kiểm soát ở Nga, song quân đội Kiev đang xây dựng các tuyến phòng thủ và dường như có ý định giữ lại một phần lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian, ông Cohen nhận định. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky ngày 27 tháng 8 cho hay, số lượng binh sĩ Nga ở Kursk đang tăng lên từng ngày. Hiện tại Moscow đã triển khai khoảng 30.000 quân đến đây. Ông Sisky tuyên bố, tính đến ngày 27 tháng 8, Ukraine đã nắm quyền kiểm soát 1.294 km2 lãnh thổ Nga, tương đương 100 khu định cư ở Kursk, đồng thời bắt giữ 594 quân nhân Nga ở mặt trận này. Tướng Sisky cho biết, cuộc tấn công của Ukraine nhằm buộc Nga phải chuyển hướng quân khỏi hai điểm then chốt dọc theo tiền tuyến ở Donbass, miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Sisky thừa nhận Moscow đã nhìn rõ kế hoạch của Kiev và tăng cường nỗ lực ở những khu vực này. Theo Politico, giới chức Ukraine chuẩn bị gửi cho các quan chức an ninh cấp cao của Mỹ danh sách các mục tiêu ở Nga mà quân đội của Kiev có thể tấn công nếu Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí do Mỹ cung cấp. Kiev dường như đang sử dụng danh sách này như một nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Washington dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga. Các hạn chế của Mỹ và phương Tây khiến Ukraine cảm thấy họ đang phải chiến đấu với một tay bị trói sau lưng. Mặc dù trước đây, Ukraine từng cung cấp cho Mỹ một số mục tiêu tiềm năng ở Nga, nhưng danh sách mới được cho là có điều chỉnh và bổ sung nhiều hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và cố vấn cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andriy Yermak, sẽ tới Washington trong tuần này và trình danh sách nói trên lên chính quyền Mỹ. Từ nhiều tháng qua, Mỹ vẫn giữ quan điểm rằng việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ không tạo ra khác biệt về mặt chiến lược trong cuộc xung đột hiện nay, vì Nga đã di chuyển các mục tiêu quan trọng nhất, bao gồm cả máy bay, tới các khu vực cách xa biên giới và nằm ngoài tầm tấn công. Dù vậy, Ukraine đã xác định được một số mục tiêu có giá trị cao mà họ có thể nhắm tới bằng tên lửa do Mỹ cung cấp và hy vọng danh sách này sẽ giúp họ thuyết phục chính quyền của Tổng thống Joe Biden thay đổi quyết định. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh trong một tuyên bố ngày 26 tháng 8, không nên có bất kỳ hạn chế nào về phạm vi vũ khí đối với Ukraine, trong khi phía Nga lại không phải chịu những hạn chế như vậy. Bên phòng thủ không nên phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào về vũ khí. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và Lầu Năm Góc đều từ chối bình luận về thông tin trên. Hàng trăm mục tiêu thuộc Nga nằm trong tầm bắn của vũ khí Mỹ. Mỹ đã gửi ATAC-MS tầm xa cho Ukraine từ đầu năm nay, nhưng chỉ được phép sử dụng trong các cuộc tấn công mục tiêu trong lãnh thổ nước này và bán đảo Crimea, chứ không phải trên lãnh thổ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ
mới đây công bố các hình ảnh vệ tinh và bản đồ cho thấy khoảng 250 mục tiêu của Nga hiện nằm trong tầm bắn của ATACMS mà Mỹ cấp cho Ukraine. Hình ảnh ghi nhận các mục tiêu bao gồm căn cứ quân sự quy mô lớn, trạm thông tin liên lạc, trung tâm hậu cần, cơ sở sửa chữa, kho nhiên liệu, kho đạn dược và trụ sở thường trực. ISW nhấn mạnh sẽ cực kỳ khó hoặc không thể đối với Nga để nhanh chóng di rời tài sản khỏi những nơi này. ISW đánh giá chỉ có 17 trong số 250 cơ sở này là sân bay, do đó quân đội Nga khó có khả năng tái bố trí tài sản khỏi tất cả 233 cơ sở còn lại, ở mức độ tương tự như những gì họ đã làm với vũ khí hàng không. Cũng theo cơ quan này, các lực lượng Ukraine không cần phải tấn công từng mục tiêu quân sự và bán quân sự của Nga nằm trong phạm vi mà vũ khí phương Tây cung cấp để bắt đầu tạo ra áp lực hoạt động đáng kể lên quân đội Nga. Trên thực tế, Ukraine được phép sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS trang bị tên lửa dẫn đường GMLRS do Mỹ cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm bên trong lãnh thổ Nga, nhưng chúng có tầm bắn ngắn hơn ATACMS. Theo ISW, chỉ có 20 trong số 250 mục tiêu tiềm năng của Nga nằm trong tầm bắn của GMLRS. Trong khi đó, Mỹ đã cấp cho Ukraine hai phiên bản tên lửa ATACMS có tầm bắn là 165 km và 300 km. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản báo cáo ngày 28 tháng 8, các cuộc tấn công của Ukraine đã bị chặn đứng gần các khu định cư Spanoye, Olgovka và Ruskaya Konopenka. 75 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương, 5 người khác bị bắt, 1 xe tăng cùng 8 xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Cũng theo báo cáo, các cuộc không kích và pháo binh của Nga đã tấn công các lữ đoàn cơ giới số 22, 61 và 115 của Ukraine. Các lữ đoàn tấn công trên không số 82 và 92 gần các khu định cư Apanasovka, Poki, Viktorovka, Krulenskoye, Krasnoyarsk, Lyubimovka, Malaya Lognia, Mini, Novaya Sorochina, Ubokhovka, Blekovo, Svedelikovo, Susa, Snagos và Juni. Báo cáo cho biết thêm rằng các cuộc không kích khác nhằm vào lực lượng dự bị của lữ đoàn cơ giới số 41 và 54, lữ đoàn tấn công đường không số 80, tiểu đoàn súng trường độc lập số 69, lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine số 1 cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 101, 103 và 107 gần các khu định cư Atinskoye, Pelopoloye, Boyaro, Lezachi, Glukhov, Iskryskovchina, Mazensovka, Mikhailovskoye, Povomaiskoye, Pustokorov, Sloviyaniki, Saligino, Okroedi và Esman. Trong 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine AFU thiệt hại hơn 380 quân và 30 đơn vị xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 28 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 6 khẩu pháo, 3 khẩu cối và 9 xe cơ giới. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga kết luận, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, AFU đã mất hơn 7.000 quân, 74 xe tăng, 35 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 460 xe chiến đấu bọc thép, 210 xe cơ giới, 51 pháo, 13 hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS, bao gồm 4 hệ thống MLRS, HIMARS và 1 hệ thống MLRS, 5 bệ phóng SAM tên lửa đất đối không, 10 trạm tác chiến điện tử, 2 trạm radar chống pháo, 1 radar phòng không, 5 xe công binh cũng như 2 xe chống chướng ngại vật và 1 xe giả phá bom mìn UR-77. Như đã đưa tin, lực lượng Kiev đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Kursk vào ngày 6 tháng 8. Vũ khí do phương Tây sản xuất và lính đánh thuê nước ngoài đóng vai trò chủ chốt trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, các hướng tiến công đã bị chặn do sự kháng cự quyết liệt của quân đội Nga. Kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu, ít nhất 31 dân thường Nga đã thiệt mạng và hơn 140 người khác bị thương. Cuộc tấn công khiến hơn 140.000 người phải đi di tản. Nhận thấy rõ nguy cơ từ chiến dịch xâm nhập lãnh thổ của đối phương, quân đội Nga đã tái triển khai binh sĩ từ một số khu vực giao tranh ở Ukraine tới bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, các chỉ huy quân sự của Moscow vẫn giữ nguyên lực lượng tại những điểm nóng xung đột hoặc những khu vực mà Nga dành ưu tiên hàng đầu như Pokrov. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Thiếu tướng Abti Alaudinov, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat ngày 27 tháng 8 cho biết, quân đội Ukraine đã chịu thương vong nặng nề ở khu vực Kursk trong 24 giờ qua và đang phải điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến. Ông Alaudinov chỉ ra,
tiền tuyến không có thay đổi đáng kể nào và ngày hôm qua các đơn vị lân cận của chúng tôi đã giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư. Trong suốt ngày đêm qua, đối phương đã tấn công không ngừng nghỉ, cố gắng tiến vào khu vực tiền tuyến của chúng tôi và chịu thương vong rất nặng nề. Hôm nay, như tôi đã nhận ra, họ đã quyết định xem xét lại kế hoạch hành động của mình. Ukraine bắt đầu chiến dịch đột kích xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8 và đã đạt được một số thành tựu đáng kể khi tuyên bố kiểm soát 100 khu định cư trong khu vực. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng Ukraine đã phải trả giá đắt cho những bước tiến này. Bộ Quốc phòng Nga cũng liên tục đưa ra số liệu về tổn thất của quân đội Ukraine ở Kursk. Theo ước tính mới nhất của bộ này, trong suốt những tuần qua, tổng thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 6.200 quân nhân, 73 xe tăng, 33 xe chiến đấu bộ binh, 61 xe bọc thép chở quân, 404 xe chiến đấu bọc thép, 188 xe quân sự, 42 khẩu pháo, 5 bệ phóng tên lửa phòng không, 11 bệ phóng tên lửa đa nòng, 9 trạm tác chiến điện tử, 2 radar phản pháo, 1 radar phòng không, 5 thiết bị công binh và 1 đơn vị giả phá bom mìn UR-77. Liên quan đến vấn đề này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Ukraine chắc chắn sẽ nhận được phản ứng xứng đáng cho cuộc tấn công vào khu vực Kursk và tất cả các mục tiêu của Nga đặt ra trước đó khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cũng thừa nhận rằng, thông qua cuộc tấn công vùng Kursk, Kiev theo đuổi mục tiêu đánh lạc hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi hướng Krasnoyarmey, Pokrov, song hầu như không có tác dụng. Ông Sisky cho hay, Nga đã phá vỡ các kế hoạch này và tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào Pokrov. Ông mô tả tình hình ở thành trì chiến lược này hiện khá khó khăn đối với quân đội Ukraine và tuyên bố rằng bộ chỉ huy đang cố gắng làm mọi thứ có thể để ổn định tình hình. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố rằng kho dự trữ đạn dược của Washington đã bị rút hết để trang bị vũ khí cho Kiev. Quân đội Mỹ đang cạn kiệt đạn dược vì chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cạn kiệt kho dự trữ để trang bị vũ khí cho Ukraine và các quốc gia khác. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tuyên bố, ông Trump đồng thời cam kết sẽ đảo ngược tình thế và thực hiện khoản đầu tư lịch sử vào việc xây dựng lại quân đội Mỹ nếu được bầu. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky của Ukraine vào tháng trước, ông Trump đã nhắc lại lời hứa từ lâu của mình là sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow nếu đắc cử vào tháng 11. Quay trở lại tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã nói rằng ông sẽ ngừng quyên góp hàng chục tỷ đô la tiền cứu trợ cho Ukraine. Phát biểu trước những người ủng hộ mình cùng với ứng cử viên phó tổng thống của ông, Thượng nghị sĩ Zidevan, tại Asheboro, Bắc Carolina, ông Trump than thở, họ đã công bố một báo cáo nói về tất cả các lĩnh vực dễ bị tổn thương, chúng ta yếu ở đây, chúng ta yếu ở đó. Ông nói, giống như nói rằng chúng ta không có đạn dược, bạn biết lý do tại sao chúng tôi đã trao tất cả cho Ukraine và nhiều nơi khác, chúng tôi đã trao cho họ mọi thứ. Theo cựu tổng thống, hàng tỷ đô la vũ khí và đạn dược đã được tặng miễn phí. Các chuyên gia trong Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc hội Mỹ đã công bố bản đánh giá dài 312 trang vào cuối tháng 7, cảnh báo rằng quân đội Mỹ thiếu cả khả năng và năng lực cần thiết để tự tin rằng có thể ngăn chặn và giành chiến thắng trong chiến đấu. Theo báo cáo, trong một cuộc xung đột giả định trong tương lai với Trung Quốc có thể sẽ được hỗ trợ ít nhất là về mặt kinh tế và có thể là cả về mặt quân sự bởi những nước như Nga, Iran hoặc Triều Tiên. Điều này sẽ khiến khả năng chiến thắng của Mỹ ngày càng mong manh, các chuyên gia quân sự dự đoán. Tài liệu kết luận rằng, các cuộc tập trận chiến tranh công khai chưa được phân loại cho thấy rằng, trong một cuộc xung đột với Trung Quốc, Mỹ sẽ cạn kiệt phần lớn kho đạn dược của mình chỉ trong vòng 3-4 tuần, trong khi một số loại đạn dược quan trọng, ví như tên lửa chống hạm, chỉ tồn tại được vài ngày. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky ngày 27 tháng 8 cho biết, số lượng binh sĩ Nga ở tỉnh biên giới Kursk đang tăng lên từng ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã triển khai khoảng 30.000 quân đến chiến đấu tại khu vực này. Một trong những mục tiêu của cuộc tấn công Kursk là chuyển hướng đáng kể lực lượng của Nga khỏi các khu vực khác, trước hết là mặt trận Pokrov và Kurakhov. Song đối phương Nga hiểu rõ điều này và đang tập trung các đơn vị có năng lực chiến đấu mạnh nhất vào mặt trận Pokrov. Tất nhiên, chiến dịch đột kích Kursk vẫn chuyển hướng một lượng đáng kể lực lượng của đối phương. Hiện tại, có thể nói rằng khoảng 30.000 quân nhân Nga đã được triển khai tới mặt trận Kursk và con số này đang tăng lên từng ngày. Tuy nhiên, đối phương đang cố gắng không rút các đơn vị khỏi những khu vực khác và vẫn đang tăng cường hiện diện ở mặt trận Pokrov, ông Sisky nói.
Ông Sisky lưu ý rằng tình hình hiện nay ở mặt trận Poprov thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine khá phức tạp. Nga đang phát huy ưu thế về nhân lực, vũ khí và tích cực sử dụng pháo binh cùng máy bay chiến đấu. Hầu hết hoạt động tấn công của Nga đều do các nhóm bộ binh xung kích tiến hành. Theo tướng cấp cao Ukraine, quân đội Nga hiện đang cố gắng tiến công và giành quyền kiểm soát một đoạn đường cao tốc Kostiantynivka, Poprov để cắt đứt tuyến hậu cần của lực lượng phòng vệ nước này. Trong khi đó cùng ngày, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin các đơn vị biệt kích thuộc lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã tiến hành trinh sát bằng vũ lực để giành lại một cứ điểm chỉ huy ở Shudha trong lãnh thổ Kursk từng bị Ukraine kiểm soát. Khu vực mới giành được có độ cao 400-500 mét. Theo thông tin trinh sát, có một số binh lính Ukraine đóng quân tại đây. Vào lúc rạng sáng, nhóm tấn công đã tiến vào cao điểm, nhưng các quân nhân Ukraine đều đã thiệt mạng. Trước đó, Nga đã nã pháo liên tục vào vị trí này, khiến Ukraine mất quyền kiểm soát. Sau khi giành được cứ điểm, Nga tiếp tục điều máy bay tấn công các vị trí tiền phương của Ukraine, trong khi đối phương đáp trả bằng một số quả pháo Grad. Việc giành lại cứ điểm này được cho sẽ giúp Nga kiểm soát một cách dễ dàng việc di chuyển của quân đội Ukraine trong khu vực. Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cũng thông tin rằng quân đội Nga trước đó đã giải phóng các khu định cư Nizhnyaya Barovaya và Nechayev ở khu vực biên giới Kursk.